Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau. Các làng hoa rộn ràng vào Tết. Sắc xuân trên những miền quê nông thôn mới. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em, người cao tuổi. Đây cũng là nội dung của tiêu chí 6.2 xây dựng cơ sở vật chất văn hóa ở các xã nông thôn mới. Để đạt tiêu chí số 6.2 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, các xã phải có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em, người cao tuổi như đu quay, cầu trượt, bập bênh, xích đu, xà đơn, xà kép được quy hoạch tại trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa các thôn, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Trên cơ sở đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã lồng ghép những nguồn vốn hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các nguồn lực xã hội, huy động ngày công lao động của nhân dân, các tổ chức đoàn thể để đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho người già và trẻ em. Tùy điều kiện thực tế, mỗi địa phương đã xây dựng theo hình thức các công viên mini hoặc thiết kế điểm vui chơi thể thao ở trong khuôn viên nhà văn hóa thôn. Đây là nơi giúp người dân vừa nâng cao sức khỏe, vừa giao lưu gắn kết tình làng nghĩa xóm. Sau nhiều năm ở trong nhóm nông sản có giá trị xuất khẩu trên dưới 3 tỷ đô la Mỹ, năm 2022, xuất khẩu cà phê Việt Nam đã có bước đột phá và chạm mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, cả năm 2022, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1,78 triệu tấn, trị giá 4,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% về lượng và 32% về giá trị. Như vậy, đây là năm đầu tiên xuất khẩu cà phê vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Có được kết quả đó là nhờ giá cà phê tăng cao trên toàn cầu trong năm qua. Bất chấp những tác động từ khủng hoảng năng lượng, lạm phát kinh tế, nhu cầu nhập khẩu cà phê của các thị trường lớn vẫn tăng, có những thị trường tăng rất mạnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cà phê chế biến đang gia tăng trên toàn cầu, cũng như nâng cao giá trị cà phê xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành cà phê Việt Nam đang đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu cà phê chế biến. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP vừa cho ra báo cáo ngành hàng cá tra Việt Nam 2017-2022, dự báo đến năm 2025. Theo đó, trong năm 2022, cá tra Việt Nam đã chinh phục hơn 140 thị trường trên thế giới. Năm 2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ với kỷ lục 2,4 tỷ đô la Mỹ. Sau đỉnh dịch, lượng tồn kho còn nhiều, sản xuất chế biến phục hồi, nhu cầu trên các thị trường đều tăng. Giá xuất khẩu cá tra sang các thị trường tăng từ 20 đến 55%, nhất là tại thị trường Mỹ. Xung đột Nga-Ukraine khiến nguồn cung cá thịt trắng tại nhiều thị trường sụt giảm, tạo cơ hội cho cá tra tăng thị phần. Với lợi thế về nguồn cung ổn định và giá cả phù hợp, xuất khẩu cá tra sẽ vẫn duy trì ổn định so với các ngành hàng khác và dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ khi thị trường bình ổn trở lại. Dù ít nhiều bị tác động đến nhu cầu tiêu thụ và thực phẩm, nhưng so với mặt hàng thủy hải sản khác, năm tới tiêu thụ và nhập khẩu cá tra vào các thị trường dự báo không bị giảm đáng kể. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, vào những ngày giáp Tết, nông dân các làng hoa trong tỉnh nhộn nhịp vào mùa thu hoạch. Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa được mùa, được giá, người dân rất phấn khởi. Tại làng hoa Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, vùng trồng hoa lớn nhất trong tỉnh, những ngày giáp Tết, các nhà vườn hầu như có mặt cả ngày ngoài đồng để cắt hoa cho khách. Với truyền thống lâu năm, các hộ dân nơi đây trồng đủ loại, từ hoa truyền thống bình dân đến hoa cao cấp để khách hàng dễ lựa chọn. Hầu hết diện tích trồng hoa của Đông Cương đều được thương lái đặt mua, phần còn lại người dân tự bán. Phường Đông Cương có hơn 100 hecta trồng hoa, trung bình mỗi vụ Tết, mỗi hecta trồng hoa có thể cho thu nhập từ 200 đến 400 triệu đồng. Nhà tôi trồng được khoảng 3 vạn hoa, nhưng mà ăn được khoảng tầm 2 vạn thôi. Thì hoa thời tiết năm nay nói chung là không thuận lợi cho lắm, nên mà ra riêng thì còn 1 vạn nữa. Mà giá cả thì nó cao so với mọi năm. Bởi vì giống rồi phân các thứ đều lên cả. Thì Tết năm nào ở nhà gia đình tôi cũng lên đây đi mua hoa. Thế thì rồi năm nay thì cái giá cả thì ăn cao hơn mọi năm. Nhưng mà ăn đẹp và rất nhiều loại hoa để chúng tôi lựa chọn. Bà con trồng hoa ở các địa phương khác trong tỉnh cũng đều phấn khởi vì được mùa, hoa nở đúng dịp Tết. Để có được những vườn hoa đẹp, trong cả 3 tháng mùa vụ, người dân phải vất vả theo dõi thời tiết, chăm sóc theo đúng quy trình, kỹ thuật. Phục vụ thị trường Tết năm nay, thì gia đình nhà tôi có trồng một là hoa ly và hai là hoa cúc, ba là hoa lê ơn, bốn là hoa hướng dương để đáp ứng nhu cầu cho thị trường.
chất lượng hoa năm nay thì nếu mà để vườn hoa trúng vào Tết thì là hoa, chất lượng hoa năm nay cực đẹp so với mọi năm. Tết năm nay, ngoài các loại hoa phổ biến như ly, cúc, hồng, đồng tiền, các hộ trồng hoa còn du nhập thêm nhiều giống mới có giá trị kinh tế cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Để đảm bảo chất lượng hoa vào thời điểm thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên đán, nhiều chủ vườn đã đầu tư nhà màng, nhà lưới nhằm hạn chế tác động của thời tiết, chủ động khâu chăm sóc. Nhờ đó chất lượng hoa ngày càng cao nên giá cả hơn năm ngoái từ 10 đến 15%, thu hút khách nhiều hơn. Trên khắp các cánh đồng hoa, muôn hồng ngàn tiếng khoe sắc, báo hiệu mùa xuân mới đã về, và với thành quả lao động của mình, người trồng hoa cũng đón một cái Tết sung túc đầy đủ hơn. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, công cuộc xây dựng nông thôn mới làm thay đổi toàn bộ diện mạo đời sống của nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang tạo nên những miền quê xứ Thanh chủ phú đáng sống. Nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Đường làng ngõ xóm rộng rãi, khang trang, giao thông thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp, nhân dân đoàn kết một lòng xây dựng nếp sống văn minh. Đó là minh chứng rõ nhất cho sự đổi thay của các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sự no ấm và bình yên đang hiện hữu trong từng thôn xóm khi mùa xuân về. Sau khi đạt nông thôn mới thì quê hương có nhiều thay đổi, kể cả từ đầu làng cuối làng, đường trường trạm nên là thấy nên là đạt tiêu chuẩn. Phúc lợi của người dân từ trẻ em đến cụ già là được cái tiêu chuẩn nhà nước quan tâm đầy đủ về vật chất tinh thần. Về các miền quê nông thôn trong những ngày xuân, dù miền xuôi hay miền núi, đồng bằng hay ven biển, nơi đâu cũng bừng lên sức sống mới. Vui xuân năm 2003, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh càng thêm phấn khởi khi năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có thêm thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã và 85 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đón Tết Quý Mão, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Khê rất vui mừng phấn khởi được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa ký công nhận Đông Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay trên địa bàn xã, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu trên một người. Đường làng ngõ xóm khang trang, sáng xanh sạch đẹp. Khu vườn hộ rồi vườn mẫu cũng được nhân dân tôn tạo và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Tùy điều kiện cụ thể, mỗi nơi đều có những cách làm riêng sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, song mục tiêu chung nhất vẫn là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Do đó, các địa phương đã phát huy được tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, xây dựng nhiều mô hình phong trào mới, cách làm hay, xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, hiệu quả. Đón Tết 23 Quý Mão thì đối với cán bộ và nhân dân Dân Lý có rất nhiều niềm vui, đặc biệt là trong năm 22 là dưới sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức điều hành của chính quyền, nhân dân đã đồng tình ủng hộ và đã làm được rất nhiều việc. Nhân dân đã đóng góp rất nhiều tiền của sức lực. Đặc biệt là cái công cuộc hiến đất thì nhân dân đã ủng hộ thôi gần 10.000 mét vuông đất và tổ chức làm được 13 cây số đường với chiều rộng mặt đường từ 4,5 đến 6,5 mét. Và từ khi mà mở rộng đường thì việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng được nâng lên. Đón xuân Quý Mão trên cái nền tảng là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hưng Lộc vừa với tổ chức đón nhận cái danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cũng công bố cái quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với cái quyết tâm chính trị cao nhất thì Đảng bộ, chính quyền, nhân dân cùng với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể sẽ huy động tổng lực cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cái đồng thuận của nhân dân để tập trung giữ vững cái phong trào, tiếp tục khơi dậy cái niềm tự hào của người dân để phát triển, để xây dựng địa phương, tiếp tục củng cố các cái tiêu chí nông thôn mới. Mùa xuân này, với những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, cũng gieo thêm nhiều niềm vui, niềm hy vọng lạc quan cho người dân, đánh dấu một bước ngoặt cho sự chuyển mình để phát triển của các vùng quê trong tỉnh. Đây sẽ là động lực để người dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm và hạnh phúc. Bản tin nông nghiệp nông thôn hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.